Quả nhiên sau đó tại Nam Thôn gần Thương Hiệt Đài tìm được một cụ già tên Dương An, đã thọ đến 180 tuổi. Kể lại rằng đã từng chính mắt được thấy việc tạc tượng ở chùa Tam Hợp, nhưng nay già quá không thể làm được nữa. Liền tìm kiếm trong cùng thôn ấy, thuê được 4 người thợ tạo thành một tượng Phật bằng đồng. Một công vui mừng, liền cho xây dựng một tòa lầu gác trên nền đài cao đến 300 thước để cúng dường tượng Phật, thuở ấy gọi là Cao Tứ Đài, trích từ các sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký và Pháp Quyển Châu Lâm. Thật ra vào thời Tây Hán, nhà Tây Hán do Lưu Bang khởi nghiệp bắt đầu vào năm 202 trước Công Nguyên, kéo dài đến khoảng năm 25 đầu Công Nguyên. Dương Hùng, Lưu Hướng trong khi sưu tầm các tàng thư cũng rất thường gặp kinh Phật được cất giữ trong đó. Có thể thấy rằng những lời của Khổng Tử cùng với những gì đế quân đã được nghe đều không phải là vô căn cứ. Chỉ tiếc là thời ấy kinh điển Phật giáo chưa được chính thức truyền đến, nên những sự việc ghi chép lại đều quá sơ lược. Động lòng nhập thai, đế quân kể rằng: ta rời bỏ nhân gian rồi, liền hướng về phương Tây. Vừa đi đến Quân Sơn ở hồ Động Đình, địa danh này nay nằm về phía đông bắc tỉnh Hồ Nam. Quân Sơn thật ra là một hòn đảo lớn nằm giữa lòng hồ, phong cảnh rất xinh đẹp. Nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp, khởi tâm ưa thích, liền lưu lại đó một lúc. Trong lòng ta lúc bấy giờ, trên không bị uy thế của thiên tử điều quy khống chế, dưới cũng không thân quyến cốt nhục buộc ràng, hốt nhiên vượt thoát ra ngoài dòng trần thế, thật là một niềm an lạc không cùng tận. Được một lúc lâu, bỗng có hai tiếng đồng từ trời cao giáng hạ, bảo ta từ nay làm chủ Quân Sơn, kim luân việc cai quản hồ Động Đình. Ngày nọ có một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi khóc lóc tìm đến núi cúng tế rồi khấn rằng: chồng tôi bất hạnh đắc tội với vua, bị đày ra phương Nam xa xôi đến chết, đường xa dặn dặm khó lòng đưa quan quách về, đau đớn trong lòng thương cho cha mẹ chồng già yếu, hiện tôi lại đang mang thai, nguyện sơn thần linh thiêng xét rõ. Chồng tôi vốn chỉ vì lòng trung mà bị kết tội, thương cho cha mẹ chồng tôi nay tuổi đã xế chiều, không người nương tựa, xin cho tôi sinh hạ một đứa con trai để nối dòng họ Trương, dẫu tôi có chết cũng không phải hối tiếc. Ta đang ở trên mây cao, nghe lời khấn ấy bỗng khởi tâm thương cảm, xúc động không kềm lại được, nước mắt chảy ròng. Kính cẩn cứu xét việc này, thấy rằng thân của chư thiên vốn không có nước mắt, nước mũi, chỉ khi sắp mạng chung mới có năm tướng suy hiện ra. Lúc ấy phía dưới nách bắt đầu có mồ hôi chảy ra rất ít. Đế quân lúc này có nước mắt chảy ra, có thể biết là ngài đang ở trong cảnh giới của chư thần. Chú giải của soạn giả: ngay khi đó bỗng nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức rơi xuống, nhập vào bào thai của người thiếu phụ, tối tăm không còn biết gì nữa cả. Một thời gian lâu sau, bỗng nghe có tiếng người kêu lên: là con trai, con trai. Ta mở mắt nhìn, thấy thân thể đang nằm trong chậu tắm, vậy là đã tái sinh lên trần thế. Lời bàn: biển sinh tử mênh mông, một lần qua không khỏi khởi tâm đam mê, ái nhiễm, do đó mà thành đọa lạc. Nếu không phải bậc tu hành chân chánh vĩ đại, ắt không thể riêng mình tự đến tự đi giữa dòng sinh tử mà không bị mê lấp chân tánh. Đế quân trước đó được nghe đạo pháp, trong lòng vốn dĩ muốn về Tây Phương, chỉ vì một niềm khởi sinh lưu luyến cảnh trời mây non nước mà bị trói giữ nơi Quân Sơn hồ Động Đình. Tuy trong tâm tuyệt nhiên không có ý tưởng, mà bỗng dưng do niệm khởi đã rơi vào cảnh giới của thần minh, hưởng độ cúng tế. Cho đến khi khởi tâm thương xót thiếu phụ nhà họ Trương, vốn dĩ cũng là một niệm lành, nhưng hẳn không hề dự tính đến việc sinh làm con bà ấy. Nhưng một khi tình khởi đã hướng đến, lập tức đọa lạc nhập vào bào thai. Rồi khi biết thân mình đã ở trong chậu tắm, thì dù có quyết lòng muốn thoát ra cũng chẳng còn được nữa. Đến như đế quân mà còn không tự chủ được như thế, huống chi những kẻ còn chìm sâu trong biển nghiệp mông lung. Hiếu thảo không thẹn với lòng, đế quân kể rằng: thân phụ ta họ Trương, tên quý là Vô Kỵ,
làm quan bảo thị, là chức quan giữ việc giúp vua giữ đúng theo lễ nghĩa, chính đạo, kiêm việc dạy dỗ con em trong hoàng tộc. Dưới triều Chu Lệ Vương. Chu Lệ Vương, niên đại chưa thể xác định chắc chắn, nhưng thời gian trị vì rơi vào khoảng sớm nhất là năm 878 trước công nguyên, và chấm dứt muộn nhất cũng vào khoảng năm 842 trước công nguyên. Ông tên thật là Cơ Hồ, là vua thứ 10 của nhà Tây Chu. Khi ấy, vua đàn áp những người chỉ ra lỗi lầm của mình, thậm chí giam cầm. Vua giận cha ta thẳng thắn, can gián, đài đi phiên dung, nay thuộc tỉnh Giang Tây, cho đến chết. Khi ấy ta còn nhỏ, theo mẹ đến phiên dung đưa di thể cha ta về an táng ở Hà Sóc, nằm về phía bắc sông Hoàng Hà. Năm ta được 10 tuổi đến trường học, lấy tên tự Trung Tự, là có ý muốn nói theo chí hướng cha ta. Đến tuổi trưởng thành, khi ông nội ta qua đời, tên tự của ta là Trọng. Chữ Trọng thường được dùng cho người con thứ, vì đế quân có người anh đã chết sớm. Mẹ ta hiền thục sáng suốt, hết lòng dạy dỗ cho ta. Theo lời đế quân kể lại, thì mẹ ngài mỗi ngày đều tụng Quán Kinh, tức Kinh Quán Vô Lượng Thọ, về già không bệnh, an nhiên ngồi mà thị tịch. Như thế có thể tin rằng vào thời ấy đã có Phật Pháp truyền đến. Chú giải của soạn giả. Đến khi Chu Tuyên Dương, Chu Tuyên Dương cai trị trong khoảng từ năm 827 đến năm 782 trước công nguyên, lên nối ngôi, ban chiếu xem xét lại đối với hậu duệ của những người trước đây bị chết vì sai lầm của vua trước. Ta dâng lời dạy của mẫu thân đến kinh thành dâng biểu minh quan cho cha. Tuyên Dương ban chiếu khôi phục quan chức cho cha ta, ban tên Thụy là Hiến. Hiến có nghĩa là người hiền. Lại phong ta làm quan bảo thị nối chiếc cha ta. Ta có người anh trai tên Trương Doãn Tư, không may mất sớm. Mẹ ta đau buồn khôn nguôi. Ta thường lấy việc con thứ có thể kham nhận, nói giỏi thay cho huynh trưởng để an ủi mẫu thân. Khi bà nội ta là Triệu Thị qua đời, không lâu sau ông nội cũng tạ thế. Ta lấy danh phận là cháu nội, thay cha chịu tang ông bà trong 3 năm. Do bi thương quá độ nên thân thể suy kiệt, trong triều ngoài nội đều nghe biết, ngợi khen ta là hiếu thảo. Do đó mà người đời hết lòng kính trọng, mỗi khi gặp ta chỉ gọi bằng tên tự, không dùng tục danh. Lời bàn: đây chính là Trương Trọng hết lòng hiếu thảo được đề cập trong Kinh Thi. Kinh Thi có bài thơ ca ngợi đại tướng Cát Phủ, trong đó có 2 câu cuối là: hầu thùy tại hỷ, Trương Trọng hiếu hữu. Nghĩa là khách đến dự có những ai, có Trương Trọng là người hết lòng hiếu thảo, tốt với anh em. Người mẹ của đế quân chính là thiếu phụ ngày trước đến cầu đảo ở Quân Sơn. Ngày ấy bà chưa làm mẹ, nên đế quân là người được bà lễ bái. Đến khi đã là mẹ con rồi, bà ấy lại nhận sự lễ bái của đế quân. Nhưng rốt lại thì ai là người nên lễ bái, ai không nên lễ bái? Cho nên xét kỹ theo đạo Nho thì thấy 5 mối luân thường là duân dứt, chính trực. Mà xét thông suốt cả đạo Phật rồi thì mới thấy 5 mối luân thường là tròn trịa, viên thông. Trị tội dâm thần. Đế quân kể rằng, khi ta đã là vua cai quản các núi, vào những năm cuối triều Chu, chú giải của soạn giả, phàm hết thảy những việc thuộc về núi sông khe lạch phát sinh như lũ lụt, hạn hán, mùa màng được thất, những điềm báo lành dữ các hung, cho đến xét công luận tội các thuộc cấp đều do ta cai trị điều hành. Thần núi Thanh Lê là Cao Ngư Sanh có lòng ưa thích một cô thôn nữ trong vùng, liền bắt hồn về làm việc cưỡng bức dâm loạn. Nếu có thể bắt hồn về để cưỡng bức làm việc dâm loạn thì cũng có thể bắt hồn về để trừng trị tội lỗi. Như vậy, nếu cho rằng những hình phạt ở cõi âm như vạc nấu, lửa thiêu, cối giả, xây nghiền, vân vân đều là không thể thực hiện, chẳng phải là luận cứ của trẻ con đó sao? Chú giải của soạn giả: sự việc bị Long Thần ở hồ Bạch Trì gần đó xét rõ cáo giác, ta tra soát, gọi cả hồn dân nữ đến đối chất. Cao Ngư Sanh nhận tội, sau đó trả hồn dân nữ,
cô ấy liền sống lại. Ta phạt Cao Ngư Sanh 300 roi đánh vào sống lưng, cách chức. Khi ấy, dưới chân núi, có người con hiếu thảo là Ngô Nghi Kiên đã qua đời. Trước đây từng vì cha mà trích máu chép kinh Lăng Già, 4 quyển. Theo đây mà xét, thì thấy việc Dương Hùng, Lưu Hướng nói là thường tìm được kinh Phật trong các tàng thư lại càng đáng tin cậy hơn. Chú giải của soạn giả: người này chết đã 3 năm, chưa nhận trách nhiệm gì. Ta liền tấu trình lên Ngọc Đế, xin cho thay vào chỗ Cao Ngư Sanh. Được chấp thuận, từ đó chư thần lớn nhỏ đều biết danh ta, hết lòng kính sợ. Lời bàn: trong dục giới, chư thiên ở 6 cảnh trời. 6 cảnh trời trong dục giới bao gồm tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Đều vẫn còn dục niệm, chỉ là vì phước đức sâu dày nên giữ phần nặng, mà chuyện ưa thích nhục dục trở thành nhẹ hơn. Thần núi phạm tội, đại để hẳn là do phần tham dục vượt trội hơn, ưa thích nữ sắc mà làm việc bắt hồn. Về lý mà xét cũng là điều có thể xảy ra. Nối dòng Xích Đế, Đế Quân kể rằng: ta thấy nhà Tần, tức vào lúc Tần Thủy Hoàng vừa thống nhất thiên hạ, trị dân theo lối tàn khốc, xem dân như cỏ rác, liền tấu trình lên Ngọc Đế, xin được hóa thân xuống trần thế để dẫn dắt thiên hạ trong chốn lầm than, đưa người người đến chỗ an cư lạc nghiệp. Ý trời khó biết, lại khiến ta làm người nói giỏi của Xích Đế tử. Hán Cao Tổ Lưu Bang, người dựng nghiệp nhà Hán, sau khi cùng Hạng Vũ diệt nhà Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ quay sang đối địch với nhau, tạo thành cuộc chiến tranh Hán Sở tranh hùng. Cuối cùng, Lưu Bang chiến thắng và lập nên nhà Hán, khởi đầu vào khoảng năm 202 trước Công Nguyên. Quy trời đáng sợ, ta không dám cưỡng mệnh. Chờ có vị đại thần Cửu Thiên giám sanh đến buộc ta phải thác sanh xuống trần thế ngay. Giữa điện Vân Tiêu, ta nhìn xuống thấy lửa cháy thiêu cung Á Phòng của nhà Tần đã tàn rụi. Trong cung điện mới lại thấy Hán Đế vừa cùng Thích Cơ gặp gỡ thân mật. Đại thần giám sanh bảo ta, đó chính là Xích Đế tử. Ta vừa đưa mắt nhìn cho rõ, liền bị đại thần giám sanh đẩy xuống. Lúc ấy chính là giai đoạn thân trung ấm, riêng Đế Quân lúc đó chưa được biết. Chú giải của soạn giả: ta ngã nhào rơi xuống bên cạnh Hán Đế, nhằm bụng Thích Cơ. Người phàm khi thác sanh ác nhìn thấy cha mẹ giao hợp, nếu là con trai tự nhiên khởi tâm sân hận với cha, luyến ái với mẹ, nếu là con gái thì ngược lại. Cho đến từ Nam Thiểm Bộ Châu thác sinh đến 3 châu khác, hoặc từ 3 châu khác thác sinh đến Nam Thiểm Bộ Châu, hoặc từ nhân gian sinh lên các cõi trời, từ các cõi trời sinh hạ nhân gian, từ các thiện đạo sinh vào ác đạo hay ngược lại, hết thảy đều có hình tướng. Trong Đại Tạng Kinh có ghi chép tường tận, ở đây không thể nói rõ hết được. Chú giải của soạn giả: hốt nhiên đến lúc nhận biết thì đã thành người. Hán Đế từ lúc sinh ta, được cùng ta thần cốt tương tự nên hành vi cử chỉ đều lộ vẻ phi phạm. Về sau hết sức thương yêu ta, đến khi tuổi già cố ý muốn lập ta làm thái tử, nhưng việc ấy cuối cùng không thành tựu. Hán Đế sủng ái Thích Cơ, sinh con trai là Lưu Như Ý, thông minh phi phàm, nên có ý bỏ thái tử Lưu Doanh mà lập Như Ý làm thái tử. Lã Hậu là mẹ thái tử Lưu Doanh, nhờ em là Lã Trạch đến cầu Trương Lương giúp. Trương Lương nhận lời, mời được 4 vị hiền nhân danh tiếng thời bấy giờ là Đông Viên Công, Giác Lý Tiên Sinh, Ỷ Lý Quý và Hạ Hoàng Công, thời bấy giờ xưng là Thương Sơn Tứ Hạo, cùng về giúp khuôn phò thái tử Lưu Doanh. Hán Đế Lưu Bang trước đã từng nhiều lần mời 4 vị này về giúp, nhưng họ đều từ chối trốn tránh. Nay thấy 4 người cùng đồng ý theo phò thái tử, Hán Đế liền đổi ý, không thay đổi ngôi vị thái tử nữa. Vì vậy, sự trợ giúp của Trương Lương và 4 người này cũng có thể xem là nguyên nhân dẫn đến quyền lực rơi vào tay Lã Hậu, và sau đó là những thủ đoạn tàn độc
mà bà thực hiện sau khi Hán Đế mất để báo thù sự sủng ái trước đây của Hán Đế với Thích Cơ. Bà cho chặt hết tay chân Thích Cơ, khoét mắt cho mù, đốt tay cho điếc, đổ thuốc độc cho câm, rồi bỏ vào nhà xí và gọi đó là người lợn. Thích Cơ bị hành hạ như thế cho đến chết. Hán Đế mất rồi, ta bị Lã Hầu sát hại. Mẹ ta cũng bị Lã Hầu giết chết một cách tàn độc đáng sợ. Theo đây có thể biết rằng Trương Lương và bốn vị Đông Diên Công, Giác Lý Tiên Sinh, Ỷ Lý Quý và Hạ Hoàng Công cùng với mẹ con Đế Quân hẳn có oán cừu từ nhiều đời trước. Chú giải của soạn giả: ta vì quá mức oán hận, mỗi khi nghĩ đến việc này chỉ muốn hóa làm loài đại mãng xà xuất nhiên. Xuất nhiên là tên một loài rắn cực kỳ to lớn. Chú giải của soạn giả: để nuốt sống hết toàn bộ gia tộc họ Lã vào bụng mới thỏa lòng. Về sau quả nhiên hóa làm rắn, cho nên có thể thấy rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo thành. Chú giải của soạn giả: lời bàn, tôi ngày trước mới bắt đầu đọc kinh sách đạo Phật, nghe đến thuyết quán thân bình đẳng cũng như quán từ thân khởi thì hết sức lạ lùng hoài nghi. Đến khi có thể tĩnh tâm quán xét lẽ xoay chuyển tuần hoàn của mọi sự việc, mới biết rằng những lập luận như thế nếu không phải bậc thánh nhân xuất thế ắt không thể đủ sức nói ra. Lấy như việc Thích Cơ mà nói, theo lẽ thông thường thì phải xem Lã Hầu là kẻ quán mà Hán Cao Tổ là người ân. Thế nhưng Lã Hầu oán hận Thích Cơ hoàn toàn là do Cao Tổ trước đã sủng ái bà. Sự sủng ái ngày càng nhiều hơn, cho đến đã có ý muốn thay đổi thái tử, thì sự oán hận ngấm ngầm của Lã Hầu khi ấy cuối cùng không thể nào hóa giải được nữa. Giả sử như lúc Cao Tổ còn sống mà lấy tâm bình đẳng đối với cả hai người, không sủng ái Thích Cơ đến mức ấy, thì Thích Cơ đâu phải chịu tai họa tàn khốc như vậy. Do đó mà xét thì tuy Lã Hầu cố nhiên là kẻ oán cừu của Thích Cơ, nhưng Hán Cao Tổ há có thể xem là người ân hay sao? Thằng ôi, đó chính là cái nguyên lý quán tùng thân khởi. Hiểu được nguyên lý này cũng chính là cái học cách vật của nhà Nho. Chú giải của soạn giả: phàm sự quán cừu đều từ chỗ thân ái mà sinh khởi. Hiểu như vậy rồi thì dù không muốn thực hành sự quán chiếu, lẽ bình đẳng quán thân cũng không thể được. Quá rồng tại cung kỳ. Đế Quân kể rằng: ta từ sau khi gặp cái quả Lã Hầu, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện trả thù báo hận, không nhớ gì đến quá khứ đã từng tu tập chánh đạo. Tuy nhà họ Lã sau khi chết đã phải chịu sự trừng phạt khổ sở nơi âm ti, nhưng mối oan nghiệt với ta vẫn chưa dứt hết, nên lại thác sinh gặp nhau ở một bến sông vùng Đông Hải thuộc huyện Cung Kỳ. Con ngựa của quan huyện lệnh chính là Lã Hầu tái sinh. Mẹ ta là Thích Cơ ngày trước cũng sinh ra tại huyện này, vẫn mang họ Thích, nhưng do đời trước thụ hưởng phước báo quá đáng nên đời này phải chịu cảnh nghèo cùng tiều tụy. Bà lấy chồng họ Trương, lớn tuổi rồi vẫn chưa có con, vợ chồng nương nhau làm nghề cắt cỏ mà sống. Một hôm bà ra cắt cỏ ngoài đồng trống, chợt nghĩ đến việc mình tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có con, trong lòng hết sức bi thương, rơi lệ khóc than cầu nguyện với trời cao. Lại cắt tay lấy máu nhỏ lên một hòn đá trong ao nơi đó, rồi khấn rằng: nếu như dưới hòn đá này có con vật nào đang sinh sống, xin hãy về làm con ta. Ta lúc ấy xúc động vì tấm lòng thành, bất giác thần thức lập tức chuyển nhập vào chỗ máu tươi. Hôm sau bà trở lại nhìn nơi hòn đá thì thấy vết máu đã hóa thành một con rắn thân dài một tấc, màu vàng lấp lánh, chính là ta đã thác sinh. Mẹ ta mang ta về nuôi dưỡng. Qua một năm thì trên đầu rắn bỗng mọc ra sừng, dưới bụng mọc chân, lại có khả năng biến hóa. Mỗi khi trời muốn mưa, ta lại dùng sức biến hóa cùng hỗ trợ. Thân ta ngày càng dài to, bụng càng lớn. Mỗi khi gặp các loài dê, ngựa, chó, lợn, liền ăn nuốt cả. Quan huyện có một con ngựa hay, chính là Lã Hầu tái sinh. Ta bắt được cắn chết. Quan huyện liền bắt cha mẹ ta giam vào ngục, kỳ hạn trong 3 ngày. Nếu chưa bắt được ta sẽ xử hai người tội chết. Hôm sau
ta liền hóa thành một nho sinh, tìm đến xin gặp quan quyền, khuyên ông ta thả người. Quan quyền nói: vợ chồng lão họ Trương nuôi dưỡng con yêu xà, ăn nuốt gia súc dân làng đã lâu, nay lại ăn cả ngựa của ta. Ta muốn vì dân trừ hại, nhưng họ không chịu giao nó ra. Đó là họ tự làm yêu nghiệp, phải xử tội chết. Ta nói với quan quyền: vật mạng bồi thường cho nhau đều do nghiệp đời trước mà thành. Nay ông muốn vì súc vật mà giết mạng người, như vậy được chăng? Quan quyền quát đuổi ta ra. Ta nói: trên mặt ông đã hiện tử khí, hãy khéo tự lo cho mình đi. Nói rồi biến mất. Quân hầu đứng quanh đó đều cho là yêu ma. Ta liền trình lên Ngọc Đế kêu quan, kể lại việc đời trước mẹ con ta vô tội mà bị người họ Lã hại chết, nay muốn báo thù rửa hận. Sự việc trình lên chưa được Ngọc Đế trả lời, nhưng ta khí hận ngút ngàn, không kềm chế được, điền biến quá là mưa gió, kéo mây đen dần vũ mù mịt, lại mượn nước biển lớn đổ vào thành ấp, trong vòng 40 dặm đều ngập chìm mênh mông. Trước đó ta đã quá hiền vào trong ngục thất, đưa cha mẹ ta thoát ra. Việc này xảy ra vào thời Hiếu Tuyên Đế. Hán Tuyên Đế trị vì từ năm 74 đến năm 49 trước công nguyên của triều Tây Hán. Trong sách sử có ghi lại trận Lục Hãm Hà, chính là việc này. Lời bàn: đế quân tuy nhiều đời làm người hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu anh em, chuyên cần làm thiện, nhưng rốt lại cũng chỉ là những phước báo nhỏ nhoi trong cõi trời người, chưa tu tập được chánh pháp xuất thế. Chính vì vậy mà tuy thác sinh vào hoàng tộc cũng không được an ổn vững vàng. May mắn về sau gặp được Phật pháp hướng về giải thoát, nếu không thì việc quán cừu dây trả qua lại sẽ nối nhau còn mãi, chẳng bao giờ dứt. Cho nên Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh thì trước hết phải tự mình ngồi trên thuyền Bát Nhã tu tập trí tuệ giải thoát, sau đó mới có thể vào biển sinh tử. Gặp Phật được cứu độ. Đế quân kể rằng: ta mang việc quán cừu với La Hầu trình lên Ngọc Đế, chưa nhận được ý trời mà đã tự hành động. Tuy nhất thời rất thích ý, nhưng ngay sau đó bình tâm nghĩ lại liền hối hận. Hôm sau Ngọc Đế hạ thánh chỉ, nhân vì hải thần là Triều Hoành tâu lên việc ta tự ý sử dụng nước biển, hại chết hơn 500 hộ dân thường, tính ra đến hơn 2.000 mạng người. Trừ ra trong đó 80 người là có thù với ta, còn lại bao nhiêu đều là chết oan uổng cả. Ngọc Đế trách phạt, bắt ta làm con rồng ở cung trì, giam hãm trong một vùng nước đồng. Do hạn hán nhiều năm, sông ngòi cạn kiệt, nước quá thành bùn. Thân ta khi ấy to lớn, không hang lỗ nào chui lọt. Mặt trời từ trên không ngày ngày chiếu xuống thiêu đốt thân ta, nóng bức khổ não. Trên thân thì 84.000 cái vảy đều có loài trùng nhỏ sinh ra trong đó, cắn rứt không thôi. Ta khốn khổ cùng cực như vậy, không còn biết đến ngày qua tháng lại. Có câu rằng: địa ngục nhất trú dạ, nhân gian ngủ bách niên. Nghĩa là một ngày đêm trong địa ngục bằng 500 năm cõi nhân gian. Chính là chỉ những trường hợp như thế này. Chú giải của soạn giả: một buổi sáng sớm kia, ta nghe khí trời chuyển sang phát diệu, như có gió lạnh thổi đến. Rồi bỗng nhiên ánh trời tỏ rạng, mây lạnh năm sắc hiện ra trôi qua bầu trời. Trong mây hiện các điềm lành, tỏa chiếu những quần sáng màu tía, màu vàng. Lại hiện nhiều tướng trạng với diệu, hào quang rực rỡ xưa nay chưa từng thấy. Lại thấy các vị sơn thần, thủy thần, cho đến tất cả thần thánh đều tề tựu đến cấu đầu lễ bái, hoan hỷ tán thán. Lại có hương thơm cõi trời lan tỏa, hoa trời rơi xuống khắp nơi. Những chỗ hoa rơi chạm đất đều hóa thành cảnh sắc tươi tốt như mùa xuân. Khi ấy ta bỗng nghe thân hình thay đổi, mắt sáng, tai thính, các giác quan đều trở nên tinh tường, tâm được thanh thản, miệng lưỡi tươi nhuận, có thể phát được thanh âm. Ta lập tức ngẩng đầu kêu khóc, cầu xin được cứu độ. Các vị thần thánh đều bảo ta rằng: đó là bậc đại giác Thế Tôn ở Tây Thiên Trúc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấng điều ngự trượng phu tất nhiên phải hiện thân như thế. Nay mang giáo pháp lưu hành về phương Đông này, ông đã được gặp Phật, nghiệp xấu trước đây có thể được hóa giải. Ta liền tung người nhảy giọt lên,
bay vào giữa ánh hào quang, mang hết những sự việc nhân quả báo ứng đã qua bạch rõ lên Đức Phật. Thế Tôn liền dạy: Lành thay, ông xưa nay thường là con hiếu tôi trung, làm lợi lạc cho rất nhiều người, chỉ vì chấp tướng nhân ngã mà buông thả tự thân làm việc tàn hại. Này có còn ôm giữ sự phân biệt kẻ quán người thân, khởi sinh tâm niệm ngu si sân hận nữa chăng? Ta nghe lời Phật dạy chí lý, tâm địa tức thì khai thông sáng suốt, không còn phân biệt nhân ngã, hết thảy vọng niệm nhất thời dứt sạch. Tự nhìn lại thân mình, hốt nhiên đã theo các vọng niệm mà cùng lúc đi mất. Đây quả thật là tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Nghĩa là tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm đã diệt rồi tội cũng tiêu. Tội tiêu tâm diệt không không cả, đó mới thật là chân sám hối. Trở lại thân nam nhi ngày trước, đạt được trí quán định, liền quy y Phật. Lời bàn: Rồng có đủ bốn loại, sinh ra từ bào thai, thai sinh, sinh ra từ chỗ ẩm ướt, thấp sinh, sinh ra từ trứng, noãn sinh, và sinh ra do biến hóa, quá sinh. Trong các loài đó, chỗ khổ vui sâu cạn đều khác biệt. Vì thế, Sakyatla Long Vương có nói: Cùng trong loài rồng, có khi được hưởng phước báo như các vị thiên thần, có khi chịu khổ não như địa ngục, cũng có khi đồng với loài người hoặc súc sinh ngạ quỷ, mỗi mũi đều tùy theo nghiệp đời trước mà thọ báo ứng. Xưa kia Đức Thế Tôn có lần đang thuyết pháp với vô số vị Bồ Tát, bỗng có một con rồng mù sống trong vùng nước nóng bức. Khắp trên thân các dải rồng đều có các loài trùng nhỏ sống trong đó, cắn đứt thân rồng mà ăn, kêu khóc cầu xin cứu độ. Lại có vô số những con rồng đói, nước mắt như mưa, đều thưa hỏi về nghiệp duyên của mình đời trước. Đức Phật vì tất cả mà khai mở tâm đạo, khiến cho đều nhận thọ tam quy ngũ giới. Sau đó những con rồng ấy thảy đều được thoát khổ. Xin xem chi tiết chuyện này trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 13, kinh số 397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, quyển 44, phẩm thứ 12, Nhật Tạng, phần Trung Tam Quy Tế Long Phẩm. Chú thích của soạn giả có bổ sung: Chẳng phải đúng thật vậy sao? Đức Phật là bậc đạo sư trong ba cõi. Ba cõi tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả chúng sinh trong luân hồi, tùy nghiệp lực lưu chuyển, đều tái sinh lên xuống qua lại trong ba cõi này. Là đấng cha lành của bốn loài. 95. Bốn loài, tức các loài thai sinh, thấp sinh, noãn sinh và hóa sinh. Tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp lực đều sinh ra bởi một trong bốn cách này. Là bó đốt sáng soi thấu vô minh, có thể khiến cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què được đi, người câm được nói. Đế quân trước đây từng nghe lời ca hàm chứa Phật Pháp mà xúc cảm, phải dừng xe xuống lễ bái cầu đạo. Đủ biết đã sẵn có trí huệ căn lành trồng sâu từ đời trước, do đó mà vừa gặp được Phật đã nhất thời dứt sạch ác nghiệp đời trước. Hai cõi âm dương giao nhau. Đế quân kể rằng: Ta nhờ nhiều đời trước thường làm lành lánh dữ, trải qua ngàn năm lại tái sinh vào đời Thuận Đế, niên hiệu Vĩnh Hòa. Niên hiệu Vĩnh Hòa rơi vào các năm từ năm 136 đến năm 141 theo Tây lịch. Trong sách Hậu Hán Thư có đề cập đến tên Trương Hiếu Trọng, chính là ta. Ấy cũng vì ta không quên hẳn danh xưng trong đời trước. Trong đời ấy, ta tuy không ra làm quan, nhưng thừa mời Ngọc Đế nên ngày lo việc dương gian, đêm đêm lại phụ trách công việc nơi âm ti địa phủ. Người đời có những việc ẩn khuất tinh tế, khéo che giấu không ai biết, ta cũng đều biết rõ và ghi chép tường tận. Cho đến những việc của bọn yêu ma tà đạo cũng không ngoài dòng soát xét của ta. Lời bàn: Quyền Thái Thương ở Giang Tô có một người từng bị bắt làm sai dịch nơi địa phủ. Cứ vào lúc giữa đêm thì thân thể cứng đờ lạnh ngắt, liền thấy mình được âm ti
giao cho một tấm thẻ bài và một cây gậy. Trên thẻ bài ghi tên những người bị âm ti tróc nạ. Người ấy một khi vừa cầm gậy vào tay, chớp mắt đã thấy mình có khả năng xuyên núi vượt biển, đến đúng ngay nơi có người bị tróc nạ, bắt lấy người đó treo lên đầu gậy. Thường mỗi lần bắt đến 10 người, nhưng quẩy lên đầu gậy chỉ thấy nhẹ như lông hồng. Đến khi trời sáng, liền trở lại như người thường không khác. Người ấy sợ lắm, tìm đủ mọi cách vẫn không sao trốn tránh được việc ấy. Có vị tăng khuyên ông xuất gia. Ông nghe lời, từ đó về sau không còn bị âm ti sai khiến như trước nữa.